Hello mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ nghe bài hòa âm của bạn producer Đạt Noise. Đây là một ca khúc mới. Màu sắc này thì chắc là nó hơi rất là unique mà có rất là ấn tượng. Cái chất nhạc này nó cũng hơi indie hả? Indie. Rồi. Đây là bạn Đạt triển khai bài này là do Đạt và Khoa đúng không? Dạ, Đạt, Khoa với lại Cường. Đạt, Khoa, Cường, ba producer. Nhưng mà bài đó có mình Đạt. Ok mọi người nghe. Rồi, cái bài này thầy nghe qua thì cái chất âm, cái màu âm nhạc, màu sắc âm nhạc quá tuyệt vời rồi. Rất ổn với lại hợp với melody với lại tinh thần của bài. Về chuyên môn thì có một số cái cần fix xíu. Cái mà thầy thấy đầu tiên ở đây là cái này. Và còn mấy cái kia thì nó đang tạm ổn và nó có vấn đề nhiều quá như cái này. Cái tiết tấu của mình đang swing. Còn cái của em đang còn cũng bỏ swing rồi mà cái groove của nó chưa đúng. Nó còn quá swing rồi này. Nhưng mà so này bọn em thử nghe kỹ cái này. So với cái nhịp đó, nó vẫn bị lòi ra chút xíu nè, thử coi nha. Có cảm giác đó không? Tiếp. Nó vẫn bị lòi ra chút xíu, lòi trên đuôi. Thì cái tiết tấu nó cũng chưa đẹp lắm. Cái này là do là cái sample này nó đã auto cái tiết tấu này rồi. Cái này là mình tinh tế thêm thôi chứ thực ra nó cũng là swing rồi. Rất khó fix trong cái trường hợp này, tại vì cái này là auto của cái thằng công tác cái sample này rồi. Nó không cho mình chỉnh cái độ swing luôn hả? Đó, cái đó là cái khó, tại vì cái thằng này nó không cho mình swing. Nó có một cái chút xíu ở trong này không biết phải không? Đây. Accent speak. Không thì mình phải làm kiểu khác để mà nó fit với lại cái nhịp của mình. Còn trong cái trường hợp khó nhất thì thường thầy chơi chiêu này. Chơi chiêu này để chống chế nhưng mà chắc cũng ổn. Thì thầy sẽ cho một cái auto sidechain vô. Auto sidechain hoặc là hôm qua mình học sidechain rồi. Hoặc là mình chơi auto sidechain. cho cái chành ha. Ví dụ. Mình can sau là cái swing nó có chút xíu nó giả lập để mà cái lỗ tai mình nó trùng khớp lại cái nhịp mình đang cần. À, chỗ trong trường hợp này thì nghĩ vậy đó. Thay vì có báo, đừng có nghĩ là báo là phải chống làm việc. Phiêu chống không phải phiêu chống, không nhất thiết là phải chống đâu. Thằng khác cũng có thể báo được. Ví dụ trong này mình lấy thằng bát báo cũng được. Báo là tất cả thằng các nhạc cụ có thể báo được chứ không phải nhất thiết là phải chống. Đẹp không? Rồi xuống là thì nó lại ra màu khác. Cái màu này, cái bài của mình nó đang dễ thương, nó đang rất là 16 tuổi. Trong trường hợp này mình có dùng được cái câu nào mà nó có một câu mà nó lặp đi lặp lại mà suốt hết. Tại vì cái vòng hòa âm này hơi khó. Hơi khó. Nhiều quá. Vậy là bây giờ nếu mà họ nó có cái 5 âm. 5 âm. Đó là gấp lại thì được. Thì mình sẽ kiếm ra từ lâu. Bò là như là ra bây giờ. Cái kiểu này thì thấy ok nha. Octave hai octave quẳng ra. Đánh cái câu gì nó ổn hết tại vì nó đúng cái màu sắc. Cho nên là một octave trên cao làm gì? Một octave hả? Một octave thì không đẹp. Trong cái trường hợp này thì mọi người đều dùng vậy mà. Đừng là mày lên đừng lên. Đó, cứ là mày. Cái câu khác ha Đạt. Hồi nãy em nghe giống được. Câu của Đạt anh xin phép là nó giống luôn một cái bài ấy. Tăng cảm ơn vì đã cố gắng mãi câu từ cho y hệt màu. Thì là bạn thôi nên là hôm nay đúng cái màu luôn. Chồng anh không đưa em mà để anh tự nhiên lúc anh hát. Anh hát đúng luôn đấy. Hay quá. Đó là bỏ nghe cái bài. buồn. Bài này dày vào nghe nhìn như là không phải buồn mà phải thật khéo kìa. Là đầu tiên em bỏ vào chứ, bỏ vào bỏ vào xong là nhìn như là ông cụ 80 tuổi luôn. Dây bài dây nhảy vô bỏ. Em đầu tiên em bỏ dây vào, sao em nói ui giời, bài này xong mình già thêm tầm 40-50 năm. Bỏ dây điện như thôi. Cho đàn cò, cho đàn cò cho hợp. Ai kia bỏ dây này chứ. Đàn cò đi. Rồi nhá. Đó, thằng này là bắt đầu có dày dày thêm tí ở phần điệp khúc. Chi tiết về tính thêm rồi triển khai là như vậy. Cái hình này thôi. Cái ok các bạn ơi, thank you Đạt. Hay quá. Hay quá cả lớp mắt không?